Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Địa điểm mình đến hôm nay là xã Định Hòa, huyện Lý Dung, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay đến vườn kiển của anh Xuân, có một lô phế gần cần giao lưu với bà con cô bác càng xa. Mong anh em cô bác càng xa xem kênh ủng hộ cho anh Xuân. Ở đây là Thanh, là gái của anh Xuân. Rồi, chào Thanh ơi. Rồi, vô cây số 1 luôn em ha. Rồi, để khỏi mất công thời giờ của bà con cô bác, vô cây số 1 luôn nha anh em. Đây là đầu máy số là chữ G1 nên anh em. Rồi, cây G1 có giá 1.500.000, cái này khế gân anh em ơi. Rồi, bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi, cho thông số luôn thế này. Có 1.500.000 thôi nha anh em ơi, một cây khế gân. Rồi, 29 hết chiều cao. Hoành 29 chiều cao 73. Rồi. Hoành 29 chiều cao 73, cây số D1 có giá 1.500.000, bên con bao ship toàn quốc quý vị. Rồi, một cây D1 có giá 1.500.000, bao ship toàn quốc, số thổ đơn thế này. 0939184439 ạ, số điện thoại có Zalo nha quý vị, mong quý vị ủng hộ ạ. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, đổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục là mã số D2 anh em có giá 2.300.000 một cây khí gân anh em. Một cây khí gân. Hai triệu 300.000, bao ship toàn quốc luôn em ơi. Rồi, cho thông số luôn thôi này. Rồi, eo. Rồi, hết chiều cao luôn em ơi. Chiều cao 104 ạ. Rồi, 104 luôn em ơi. Rồi, chỉ có 2.300.000 thôi nha anh em. Rồi, đổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số D2 anh em có giá 1.300.000 anh em ơi. D3 có giá 1.300.000, bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi, cho thông số luôn anh em. Nhắc lại là cây này cây khế gân anh em, khế gân bình minh anh em, rất già, rất nu anh em. Hoành 88 ạ. Rồi, hết chiều cao luôn. Chiều cao 67 ạ. Rồi, chiều cao 67 luôn. Rồi, cây D3 có giá là 1.300.000, bên con bao ship. 1.300.000 luôn anh em. Cây rất là dài anh em ơi. Cây D3. Rồi, ngưng đổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số D4 có giá là 2 triệu đồng anh em, bao ship toàn quốc anh em ơi. Rất là nung luôn. Rồi, cho thông số luôn mày. Mình có nó là 48 theo cái gì? Rồi, 48 luôn, hết chiều cao luôn. Rồi, chiều cao con nơi đó thì vào là 75 ạ. À. Rồi. Rồi, ngưng đổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số là D5 có giá là 2.500.000 luôn nha anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn nha. Cây là cây cút cành đầy đủ anh em ơi, rất là già. Cây rất là già luôn cây nha anh em. Rồi, cho thông số luôn anh ơi. Rồi, 50 hết chiều cao. Rồi, chiều cao 108 nha quý vị. Rồi, 108 luôn. Cây D5 mà có giá là 2.500.000, bên con bao ship toàn quốc quý vị ơi. Cây D5 2.500.000 thôi nha anh em. 2.500.000. Một cây khế gân rất là già anh em ơi. Rồi, ngưng đổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số là D26, ở đây số 6 có giá là 2.900.000 nha anh em. 2.900.000, cây này rất là lực, rất là già nha anh em ơi. 2.900.000. Rồi, cho thông số luôn thanh này. Hoành của nó là 40 nha quý vị. Rồi, 40 cái hoành cũ anh em ơi. Hoành thân. Hoành thân 40. Chiều cao 102.
Rồi chiều cao 102 luôn. Bình Thân 40, chiều cao 102, cây dây 6 có giá là 2 triệu 900 ngàn. Nhưng gì? Với 2 triệu 900 ngàn thôi nha anh em. Bao ship là toàn quốc luôn. Rồi ngưng đổi khôi luôn. Rồi tiếp tục mã số D7 có giá là 2 triệu 800 ngàn nha anh em. 2 triệu 800 ngàn anh em ơi. Cây gốc rất là lực, rất là già rồi nha anh em. Rồi cho nó thông số luôn thế này. Quỳnh cũ 52 nha quý vị. Rồi 52 hết chiều cao luôn. Quỳnh cũ 52 chiều cao 91 ạ. À. Rồi chiều cao 91 luôn em ơi. Quỳnh cũ 52 chiều cao 91 cây D7 à, có giá là 2 triệu 900 ngàn. Ồ 2 triệu 800 ngàn nha quý vị. 2 triệu 800 ngàn anh em ơi. Cây rất là lực, rất là dài anh em. Rồi ngưng đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục cây mã số D8 có giá 1 triệu 700 ngàn anh em ơi. Cây D8 1 triệu 700 ngàn quý vị ơi. 1 triệu 700 ngàn bao ship là toàn quốc luôn nha anh em. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Mình có nói là 32,5 nha quý vị. Rồi hết chiều cao. Rồi chiều cao là 86 à. Rồi cây D8 có giá là 1 triệu 700 ngàn bên con bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi qua giáp dòng luôn thôi nè. Cây D8 1 triệu 700 ngàn à, củ nở như vậy. Rồi ngưng đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số D9 có giá 1 triệu 700 ngàn cây cái rắn thú nằm bay rất đẹp nha anh em. Có cành bay rất đẹp, cành phóng rất đẹp anh em ơi. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Rồi hết thú dài luôn. Chiều dài con thú là 38 nha quý vị. Rồi hết cành bay luôn em ơi. Hết cành bay con ra nó bị là 108 ạ. Rồi gấp vòng luôn. Cây mã số D9 có giá 1 triệu 700 ngàn của con bao ship toàn quốc quý vị ơi. Cây D9 mã số D9 1 triệu 700 ngàn ạ. Rồi ngưng đổi thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số là D10 có giá là 2 triệu 700 ngàn nha anh em. Cái người rất là lực anh em ơi. Chỉ 2 triệu 700 ngàn thôi. Rồi cho thông số luôn thôi này. Hết cũ rồi. Cái cũ không có đó là 67 nha quý vị. 67 nha anh em. Rồi hết chiều cao. 67 L39 nha. Rồi hết chiều cao luôn. Rồi chiều cao 101 ạ. À. Rồi cho vòng luôn. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục cây mã số 11 cũng có giá là 1 triệu 300 ngàn nha anh em ơi. Bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi cho thông số luôn thôi này. Rồi 34 hết chiều cao. Chiều cao 79 ạ. À. Rồi chiều cao 79 luôn. Cây mã số D11 có giá là 1 triệu 300 ngàn ạ. À. Cây rất là dài, rất là lực nha. Cây D11 có giá 1 triệu 300 ngàn bên con bao ship toàn quốc ạ. Rồi, đừng đổi thôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số 12 có giá 1 triệu 500 ngàn nha anh em. Chỉ 1 triệu 500 ngàn thôi, cây rất là lực nha anh em. Cây do dáng thế rất đẹp nha anh em. Rồi, cho thông số quay giáp vòng nữa đi. Rồi, cho thông số luôn. Trên đi. Bình cũ nó 62 nha quý vị. Rồi eo luôn. Rồi eo đó là 31 à. Rồi hết chiều cao. Chiều cao là 71 nha quý vị. Cây mã số D12 có giá là 1 triệu 500 ngàn bên con bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi ngưng đổi thôi. Rồi tiếp tục mã số 13 có giá là 2 triệu đồng nha anh em. Cây này có cành bay rất đẹp nha anh em. D13 có giá là 1 triệu 2 triệu đồng chẳng bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi cho thông số luôn thanh này. D13 2 triệu đồng nha anh em. Rồi Bình Thân 41 nha quý vị. Rồi hết chiều cao luôn. 41 Bình Thân chiều cao 81 ạ. À. Rồi. 41 Bình Thân chiều cao 81 cây mã số D13 có giá là 2 triệu đồng bên con bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi ngưng đổi coi luôn. Rồi tiếp tục mã số 14 có giá 3 triệu đồng chẳng nha anh em ơi. Cây rất là dài, rất là lực nha anh em. Chi cốt cành là đầy đủ luôn nè anh em ơi. Rất là dài nha anh em. Rồi cho thông số luôn anh em.
Hoành cũ 55 ạ. À. Rồi 55. Eo 37. Rồi hết chiều cao. Chiều cao con đo đến miệng bầu là 102 ạ. À. Rồi 102 giáp dòng luôn thôi này. Cây mã số D14 có giá là 3 triệu đồng nên con bao ship còn quá ạ. À. Rồi nâng nổi thôi luôn. Rồi tiếp tục cây số mã 15 có giá 1.700.000 nha anh em. Một cây khê găng rất là dài, rất là đẹp nha anh em, có một cái cành hống hôm qua rất đẹp. Rồi cho thông số không anh ơi. Mình có nói con đo vị trí này là 38 thôi nha. Rồi 38 hết chiều cao luôn em ơi. Rồi chiều cao 88 ạ. À. Rồi. Cây mã số là D15 nha quý vị, có giá là 1.700.000 mình con bao ship còn quá ạ. Rồi ngưng đổi thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 16 có giá 1.700.000 cây này, cây phong cao nha anh em. Cái cao cái cục điện vậy đó. Cái mã số D16 à, có giá 1.700.000 nha. Rồi cho thông số luôn anh này. Quỳnh eo 37 à. Rồi eo 37 luôn anh em ơi. Chiều cao 129, eo 37, chiều cao 129, siêu mẫu luôn quý vị ơi. Cây D16 giá 1.700.000. Này em chân dài nghe mấy anh. Chân dài luôn quý vị ơi. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 17 có giá 1.700.000 luôn nha anh em. Rất là lực nha anh em ơi. Rồi cho cái thông số luôn anh này. Đế rất là đẹp nha anh em. Mình đế 49 ạ. Rồi eo. Eo 33 nha quý vị. Rồi. Rồi chiều cao là 79 luôn. Rồi. Rồi, nhưng nổi thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 18 cũng có giá là 2 triệu đồng nha anh em. 2 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn em ơi. Cây D18 ạ. À. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Quỳnh 32 ạ. À. Chiều cao 111 nha quý vị. Rồi nhận luôn. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 19 có giá là 2.500.000 anh em. 2.500.000 anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi cho thông số luôn anh này. Quanh cũ là 57 nha quý vị. Rồi chiều cao. Có eo. Eo luôn, eo 45 à. Rồi hết chiều cao luôn. Rồi chiều. Chiều cao là 97 ạ. À. Rồi. Cây mã số là D19 nha quý vị. D19. 2.500.000 thôi ạ. À. 2.500.000 anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn anh em. Rồi, ngưng nổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số là 20 có giá 1.900.000 anh em ơi. 1.900.000 thôi, bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi, cho thông số luôn anh ơi. Rồi quanh eo 37 luôn ạ. À. Rồi 37 luôn. Chiều cao 121 nha quý vị. Rồi chiều cao 121 nha anh em. Eo 37 chiều cao 121, cây mã số D20 ạ. À. Cây D20 có giá 1.900.000 ạ. À. Rồi ngưng đổi thôi. Rồi tiếp tục mã số 21 có giá là 2.500.000 nha anh em. Rồi siêu phân mãi siêu rẻ luôn đó nha anh em. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Hoành thân 43. Rồi thân 43 nha anh em ơi. Rồi chiều cao 109 nha quý vị. Rồi. Cây mã số D21 có giá là 2.500.000. Chỉ có 2.500.000 thôi nha anh em. Bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Rồi ngưng nổi thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 22 có giá 1.800.000 nha anh em ơi. Một cây khế găng rất là già luôn anh em ơi. Cây D 22 ạ, 1.800.000 thôi gì ơi. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Quỳnh eo 35 ạ. À. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao 101 ạ. À. Rồi. Cây mã số D 22 có giá là 1.800.000 thôi gì ơi.
chỉ 1.800.000 anh em, cây D22 giá 1.800.000 bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số D23 có giá là 2.700.000 anh em. Cái cũ là dữ lắm, cái cũ đậm đặc anh em ơi, đế nó chùi ra ngoài luôn đó. Rồi cho thông số luôn thôi nè. Đó cái cũ chứ nghe cái gì. Cũ 75 à. Rồi. Cũ 75 eo 44. Rồi ngưng nửa phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số là D24 có giá 1.700.000 nha anh em. 1.700.000 anh em ơi. Bao ship toàn quốc luôn em ơi. Rồi cho thông số cái cũ coi thử em ơi. Cũ đặt á. Cái cũ là 49 nha quý vị. Cũ rồi. Đặt hết chiều cao luôn. Rồi chiều cao con nói đến miền mò là 108 ạ. Mã số D24 mà có giá là 1.700.000 à, bên con bao ship toàn quá cái gì. D24 giá 1.700.000. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số là 25 có giá là 1.700.000 nha anh em. 1.700.000 anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi cho thông số luôn thôi này. Mình đeo 37 à. Rồi hết chiều cao. Chiều cao 55 à. Cái mã số D25 có giá là 1.700.000 một con bao ship toàn quốc chứ gì. Rồi nhưng đổi thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số là D26 có giá 2.500.000 anh em ơi. Rồi cho gấp vòng luôn thôi nè. Rồi cho thông số luôn thôi nè. Rồi mình eo 44 à. Rồi hết chiều cao. Chiều cao là 85 nha quý vị. Rồi eo 44 chiều cao 85. Con bao ship toàn quốc à. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 27 nha anh em, có giá 1.500.000 thôi nha anh em ơi. 1.500.000 bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi cho thông số luôn thôi này. Mình eo 37 à. Rồi hết chiều cao. Chiều cao 62 à. Cây mã số D27 có giá là 1.500.000 bên con ship. Rồi số điện thoại lên thôi này. Số điện thoại Zalo là 0939148439 ạ. Số điện thoại này có Zalo nha quý vị, muốn quý vị ủng hộ con xin cảm ơn ạ. Rồi ngưng đổi phút. Chết rồi, giống như nãy nữa rồi. Rồi tiếp tục mã số là 28 có giá 1.700.000 anh em. Rồi cho cái hoành luôn. Mình hơn 36.5 ạ. À. Rồi hết chiều cao. Chiều cao 87 ạ. À. Rồi. Cây mã số D28 mà có giá là 1.700.000 không bao tiếp toàn hết ạ. D28 ạ. À. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi cây này mã số 29 cũng là mã số cuối cùng của cái lớp hôm ngày hôm nay nha anh em. Khế găng anh em ơi, khế găng. Một lô khế găng. Rồi cho thông số luôn thanh này. Tủ 56 à. Rồi rồi. Eo 41 nha quý vị. Rồi hết chiều cao luôn em ơi. Rồi chiều cao là 74 à. Rồi giáp vòng luôn. Cây mã số D29 là có giá là 1.500.000 bên con bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi vậy là cây mã số 29 cũng là cây cuối cùng của ngày hôm nay, của clip ngày hôm nay anh em. Mong anh em xem kênh và ủng hộ cho anh Xuân qua kiển nha anh em. Rồi chào Thanh ơi. Dạ con xin cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ gia đình con trong thời gian qua. Con xin chúc quý khán giả có một năm mới làm ăn phát tài tiền vui như nước ạ. À. Con xin cảm ơn, con xin chào ạ. Rồi vậy là mã số D29 cũng là mã số cuối cùng ngày hôm nay anh em. Mong anh em bà con cô bác xem kênh và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn nhiều ạ.